ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4, nhiều địa phương ở miền Trung bắt đầu có mưa lớn kéo dài làm ngập cục bộ. Theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, các địa phương trong tỉnh có nguy cơ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cường độ mưa to tập trung chủ yếu vào đêm 18 đến ngày 19 tháng 9. Tổng lượng mưa các địa phương vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 80 đến 120 mm. Có nơi trên 150 mm, các địa phương vùng núi phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi cao hơn 250 mm. Ngày 18 tháng 9, ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xác nhận tỉnh này vừa ban hành công điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Cũng trong ngày 18 tháng 9, ông Phan Minh Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết mặc dù áp thấp nhiệt đới chưa vào bờ nhưng tại địa phương này đang có mưa khá to và sáng 18 tháng 9 địa phương xảy ra trận lốc xoáy khiến bốn nhà dân bị tốc mái theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân xã Phú Hồ huyện Phú Vang trận lốc xoáy xảy ra sáng cùng ngày khiến bảy hộ gia đình bị ảnh hưởng trong đó có một hộ tốc mái hiên ba hộ bị tốc ngói nhà chính ba hộ tốc mái ngói nhà phụ vụ lốc xoáy cũng khiến một người dân ở xã Phú Hồ bị thương nhẹ Hiện nay, nhiều khu vực ở Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa. Trước việc áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 4 và Thừa Thiên Huế được cảnh báo nguy cơ cao trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này có công điện hỏa tốc yêu cầu người đứng đầu các sở ngành địa phương, đoàn thể khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Tại Hà Tĩnh, lãnh đạo công an xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, sáng ngày 18 tháng 9 địa phương này vừa xảy ra trận rông lốc khiến bốn nhà dân bị tốc mái. Những ngôi nhà bị tốc mái chủ yếu được lập bằng ngói đỏ cũ và xây dựng từ lâu. Khoảng 1 giờ cùng ngày, tại thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cũng xảy ra lốc xoáy. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng trận lốc xoáy này đã làm tốc mái hai nhà ở, hư hỏng hơn 10 mái tre và công trình phụ của người dân. Còn tại Đà Nẵng, đến 9 giờ 5 phút ngày 18 tháng 9, trời tiếp tục chút mưa không ngớt khiến cho một số tuyến đường trung tâm thành phố ngập sâu, giao thông hỗn loạn, phụ huynh bị bõm đưa con đến trường. Các tuyến đường như Quang Trung, Lê Duẩn, Hải Phòng, Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Quang Trung bị ngập nước nặng, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Tại trưa 18 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trường học thông báo cho học sinh nghỉ học do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn, theo đó, các trường, đơn vị thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học chiều ngày 18 tháng 9 và cả ngày 19 tháng 9. Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, lũ các sông Tích, sông Bùi đang xuống nhưng tốc độ rất chậm, duy trì mức trên báo động lũ cấp 3. Cụ thể, lúc 1 giờ sáng ngày 18 tháng 9, mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt, huyện Trương Mỹ ở mức 7,55m, trên báo động lũ cấp 3 là 55cm. Sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc, huyện Quốc Oai là 8,51m, trên báo động lũ cấp 3 là 51cm, dự báo đến 19 giờ tối ngày 18 tháng 9 mực nước sông Bùi ở mức 7,4m, giảm 15cm so với lúc 1 giờ sáng cùng ngày. Sông Tích ở mức 8,35m, giảm 16cm. Nếu thời tiết không mưa lớn và tốc độ tiêu thoát như hiện nay, vùng trũng thấp ven sông Bùi ở huyện Trương Mỹ còn ngập lụt trong 5-7 đến 7 ngày tới, sông Tích khoảng 3-5 đến 5 ngày. Ngoài ngập lụt, các tuyến đê, đặc biệt là hữu bùi, tả bùi thuộc huyện Trương Mỹ và đê sông Tích thuộc huyện Quốc Oai có nguy cơ cao xảy ra sự cố do ngâm nước ở mức cao trong nhiều ngày. Ngoài ra, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, do lũ sông xuống chậm, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn khoảng 23.000 người đang phải sơ tán vì ngập lụt, chủ yếu tại các huyện Trương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Ứng Hòa. Riêng với huyện Trương Mỹ vẫn còn 58 thôn thuộc 12 xã ven sông Bùi, 3 xã ven sông Đáy bị ngập nước, ảnh hưởng đến trên 5.230 hộ dân với trên 23.000 người. Để đảm bảo an toàn tại các khu vực bị ngập lụt, ngành điện buộc phải tạm ngừng cung cấp điện tại hơn 3.380 hộ dân có nhà ở ngập sâu, 2.112 hộ, 8.860 người sơ tán chưa trở về nhà. Hiện các địa phương đang tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ người dân bị ngập lụt nơi sơ tán. Sau khi cơn bão số 3, Yezi đi qua, các tỉnh miền núi phía Bắc đã phải đối mặt với những trận mưa lớn, kéo dài kỷ lục, khiến nước đổ về hồ Thác Bà liên tục tăng. Ngày 10 tháng 9, lũ lên đến 5.600 m3 một giây, gần gấp đôi so với công suất tối đa của ba cửa xả đáy, khiến hồ thủy điện Thác Bà đứng trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc. Khi lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã quá lớn, vượt qua mọi quy chuẩn trong thiết kế, chính thức báo động nguy cơ ở đập thủy điện, ông Trần Huy Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thời điểm đó cho biết, cần phải có một phương án cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với thủy điện Thác Bà, đó là phải chủ động cắt lũ để đảm bảo an toàn cho hồ đập và trước nguy cơ hồ Thác Bà vỡ trận, toàn bộ miền Bắc có thể chìm trong biển nước một quyết định quan trọng đã được Thủ tướng đưa ra, đó là phá đập số 4 khi nước vượt mức an toàn. Và để chuẩn bị dự lệnh cho việc phá đập số 4, tổng số 3.186 hộ dân với hơn 11.000 người trong khu vực dòng chảy được di rời đến nơi an toàn chỉ trong 4 giờ đồng hồ. Đây có thể nói là cuộc di tản chạy lũ thần tốc nhất trong lịch sử khi mà nước trong lòng hồ dâng lên đến từng phút. Dù lo sợ nhưng ai cũng phải tính đến phương án xấu nhất là phá đập phụ để cứu đập chính. Nếu vỡ đập chính, lượng nước 3 tỷ mét khối sẽ tràn xuống sông chảy. Rồi đổ ra sông Lô ở Yên Bái, khi ấy, mức độ tan phá sẽ rất khủng khiếp. Hàng chục nghìn người dân ở vùng hạ du từ Yên Bái đến Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và cả Hà Nội đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể bị nhấn chìm trong nước lũ. Cũng có ý kiến cho rằng không nên xả lũ, nhưng nếu không xả, lượng nước đổ về nhiều gây vỡ đập thì nguy hiểm còn tăng lên gấp nhiều lần. Theo vị giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, phương án phá đập phụ số 4 cũng đã được nhắc đến và chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Thủy điện Thác Bà kể rằng đó là những thời khắc căng thẳng nhất. Mỗi một quyết định đưa ra đều có thể ảnh hưởng đến sự sinh tồn của người dân Hạ Du. Ngay trong trưa mùng 10 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe báo cáo về tình hình nghiêm trọng của Thủy điện Thác Bà. Những quyết định quan trọng đã được đưa ra. Đập phụ số 4, dài khoảng 50 m ở khu vực xã Hán Đà, được lên phương án phá. Đáng chú ý, Thủ tướng đã có lệnh di rời khẩn cấp người và tài sản vùng có khả năng ngập do chủ động phá đập. Hệ thống chính trị cơ sở các huyện, thôn, xã liên quan của Yên Bái, thậm chí cả vùng Phú Thọ lân cận ngay lập tức vào cuộc thông báo cho người dân chuẩn bị. Từ 13 giờ ngày 10 tháng 9, hơn 3.186 hộ dân với 11.279 nhân khẩu của 24 thôn, tổ ở các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã được di rời. Đến 17 giờ, mọi việc hoàn tất, Yên Bái đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Khi nước lũ ở sông Hoàng Long lên cao, có thể phải đưa ra giải pháp phá đê sông Hoàng Long. Khi được báo cáo về vấn đề trên, Thủ tướng đã chỉ đạo nhà máy thủy điện Hòa Bình ngừng phát điện. Giải pháp này đã giúp giảm lũ trên sông đáy, sông Hồng và đê đã không phải phá. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 9, lưu lượng nước về hồ còn 2.992 m3 một giây, đã thấp hơn lưu lượng xả cùng thời điểm là 3.005 m3 một giây. Vậy là mốc quan trọng 61 m có thể bảo vệ được. Hồ thủy điện Thác Bà đã chống trụ được với lũ dữ. Đến bây giờ, khi lũ lụt đã tạm ngừng, Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vẫn gọi những giờ phút kịch tính để bảo vệ sự tồn tại của hồ thủy điện Thác Bà và sự an nguy của hàng chục nghìn người là thời khắc sinh tử đòi hỏi sự sáng suốt kiên định của người lãnh đạo. Rất may, hồ Thác Bà đã đứng vững dựa bão dữ và người dân may mắn không phải hứng chịu những thảm họa kinh hoàng do việc phá đập gây nên. Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Kiên, sinh năm 1990, trú Thanh Xuân, Hà Nội, 8 năm về tội giết người. Bị cáo Trần Văn Vịnh, sinh năm 1981, trú Hải Hậu, Nam Định, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, ngày 22 tháng 11 năm 2023, cháu Lang Trung Nguyên, sinh năm 2009, cùng nhóm bạn đi chơi và thuê phòng nghỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngày hôm sau, cháu Nguyên rủ nhóm bạn về quê mình ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Cháu Nguyên lái xe, lái xe máy Honda Wave màu đen không biển kiểm soát Chở bạn là cháu Hà Thị Thảo Vi. Cháu Phan Văn Nam sinh năm 2009, lái xe Honda Way màu tím than không biển kiểm soát, chở cháu Trương Đoàn Hà Vi. Do không biết đường, hai cháu lái xe vào tuyến đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thuộc địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lúc này, hai xe đi trong làn khẩn cấp với tốc độ 60 đến 70 km h Khoảng 10 giờ ngày hôm đó, bị cáo Đoàn Văn Kiên, nhân viên công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, lái xe ô tô bán tải Ford Ranger, chở một nhân viên khác di chuyển trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ để thực hiện nhiệm vụ tuần đường. Khi đến km 198-300 thuộc địa phận xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, Kiên phát hiện hai xe của nhóm cháu Nguyên. Bị cáo Kiên bật còi hú và đèn nháy, ra tín hiệu yêu cầu hai xe mô tô tấp vào lề đường và tăng ga đuổi theo áp sát xe của cháu Nguyên. Cháu Nguyên quan sát thấy xe ô tô có biển chữ tuần tra giao thông thì sợ bị phạt nên tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng để xe của Kiên không vượt lên. Cùng lúc ấy, Trần Văn Vịnh điều khiển xe ô tô khách 29 chỗ đi phía sau, quan sát thấy sự việc, cũng điều xe đi sát phía sau xe ô tô của Kiên với khoảng cách 20 đến 25 mét, để một số hành khách trên xe dùng điện thoại ghi hình lại vụ việc. Đến đoạn km 209 300 đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thuộc địa phận thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thì xe của Kiên tăng tốc vượt lên được và áp sát xe cháu Nguyên. Kiên đánh lái chèn ép vào đầu xe máy làm cháu Nguyên, lạng tay lái và đạp phanh để giảm tốc độ. Lúc này xe ô tô do vị điều khiển bám sát theo sau với khoảng cách gần nên không kịp kéo phanh và giảm tốc độ, dẫn đến đầu bên phải của ô tô và chạm vào phần đầu bên trái xe ô tô của Kiên. Xe máy của cháu Nguyên đổ sang bên trái, cháu Hà Thị Thảo Vi ngồi sau bị gầm và bánh xe ô tô của vị đè lên kéo lê khoảng 10 mét tử vong tại hiện trường. Cháu Nguyên bị ngã văng ra đường và bị đa chấn thương, tổn hại sức khỏe 19%. Sau khi xảy ra vụ việc, Kiên và Vịnh đã đến cơ quan công an đầu thú, khai báo sự việc. Cáo buộc cho rằng bị cáo Kiên được giao nhiệm vụ dùng ô tô chuyên dùng để tuần đường và xử lý sự cố trên đường cao tốc. Việc bị cáo thực hiện hành vi rượt đuổi là tự ý, vượt quá nhiệm vụ, Công ty Phương Thành không hướng dẫn hay chỉ đạo nhân viên thực hiện việc truy đuổi các xe vi phạm hoặc yêu cầu các xe vi phạm phải dừng lại trên đường cao tốc. Đối với cháu Nguyên, cháu Nam lái xe máy khi chưa đủ 16 tuổi, đi vào đường cao tốc dành riêng cho ô tô, vi phạm quy định về giao thông đường bộ. Cháu Nguyên còn lạng lách, đánh võng, tạt đầu các phương tiện di chuyển có dấu hiệu tội gây dối trật tự công cộng và có một phần lỗi trong tai nạn. Do cháu Nguyên, cháu Nam chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan điều tra gửi văn bản và tài liệu đến công an huyện Phú Xuyên để xử phạt hành chính. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã bắt giữ Thạch Nhân, sinh năm 1999, chú huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích với một công an xã. Theo thông tin ban đầu, anh Thạch Một, công an viên ấp bến nố cùng tham gia tổ công tác giải quyết vụ việc. Đến 21 giờ cùng ngày, trên đường từ trụ sở về nhà, anh Thạch Một bị Thạch Nhân chặn đường và dùng dao gây thương tích. Trước đó đêm 30 tháng 12 năm 2023, công an xã Tân Hiệp huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh nhận tin báo và đến giải quyết vụ đánh nhau ở ấp Bến Nố, xã Tân Hiệp. Tổ công tác mời các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc riêng Thạch Nhân bỏ trốn khỏi hiện trường. Cùng tham gia tổ công tác giải quyết vụ việc có anh Thạch Một, công an viên ấp bến nố. Đến 21 giờ cùng ngày, trên đường từ trụ sở về nhà, anh Thạch Một bị Thạch Nhân chặn đường và dùng dao gây thương tích. Anh Một được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng tính mạng, nhưng bị tổn thương cơ thể 7%. Ngày 13 tháng 9, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ Thạch Nhân và bàn giao cho Công an huyện Trà Cú tiếp tục điều tra xử lý. Được biết trước đó vào tháng 3 năm 2024, Công an huyện Trà Cú đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với Thạch Nhân về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên do Thạch Nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên tháng 7 vừa qua, Công an huyện Trà Cú đã ra quyết định truy nã.